nam mô bổn tha dạ. Bạch chư tăng, như thường lệ trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ được ôn lại tiếp tục theo, đó là nói về cái pháp quán vô thường, như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Thì quán vô thường tức là quán về cái ngũ uẩn, mà ngũ uẩn mới có vô thường. Và như vậy có thể niệm tiếp là uẩn vô thường thở vô, uẩn vô thường thở ra. Rồi ngũ uẩn thì có năm sắc thọ tưởng hành thức. Thành ra mỗi quẩn như vậy cũng khởi đầu bằng cách là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Thì cái vô thường được hiểu nghĩa là nó có sanh diệt. Nói về sanh thì nên hiểu theo lý duyên sanh, Paccaya Samutta dạ. Còn nói về diệt thì hiểu theo cái lý duyên diệt là Paccaya Nirodha. Và sanh là diệt, tức là cộng năm tướng sanh, năm tướng diệt lại mà nói. Thì sanh là diệt, sanh là diệt đây, đúng cái từ như trong bài kinh Đại Từ Hiền Sử là Đức Phật dùng cái từ ngữ là như vậy. Quán pháp tập khởi, quán pháp đoạn diệt, quán pháp tập khởi và đoạn diệt. Và các từ mà cũng nghĩa tương tự như vậy đấy. Nói về cái sắc uẩn có sanh diệt, có hai cái tướng. Như hôm qua đã ôn lại phần sắc uẩn, hôm nay cũng nhắc lại cái phần thọ uẩn cũng tương tự như vậy. Nhưng hôm qua nói về sắc uẩn thì nhớ rằng cái vô minh là tâm sở si, tham ái là tâm sở tham. Cái tư nghiệp là cái tâm sở tư. Rồi cái thực là sắc, cái tướng sắc sanh cũng là sắc. Như vậy chỉ có ba tâm sở là si, tham và tư. Ba tâm sở này thực hành quẩn đem đối chiếu với cái sắc quẩn. Còn hôm nay nói về cái thọ quẩn thì có bốn tâm sở. Một là cái tâm vô minh là tâm sở si, tham ái là tâm sở tham, tư nghiệp là tâm sở tư, và thêm cái xúc sở sanh, tức là cái chỗ mà căn cảnh thức gặp nhau đó. Thì đây là xúc, tức là tâm sở xúc. Cả bốn tâm sở này đều là hành quẩn, và đem hành quẩn sở đối chiếu với cái thọ quẩn như là vô minh sanh thì thọ sanh, tham ái sanh thì thọ sanh, tư nghiệp sanh thì thọ sanh, xúc sở sanh thì thọ sanh. Rồi cuối cùng mới đến cái tướng thọ sanh là thọ sanh. Kể cả cái tướng mà thọ sanh lên này thì nó thuộc về cái tướng của thọ quẩn. Còn lại bốn cái tâm sở trên và bốn cái tâm sở kia thuộc về hành quẩn, đem hành quẩn để so sánh đối chiếu với cái thọ quẩn. Và thọ quẩn tức là tâm sở thọ chỉ có một, nhưng mà nó vừa dưới nhiều hình thức như khổ, lạc, tu, hỷ, vân vân. Như vậy chúng ta thấy là giữa hành quẩn với cái thọ quẩn này được nói đến. Như vậy thì khi mà trong tâm như là vô minh sanh khởi nên thọ sanh khởi, thì trong 12 tâm bất thiện là cái lãnh vực mà có mặt, tức là vô minh, thì trong 12 cái tâm bất thiện đó vẫn có thọ rồi trong đó. Vô minh là tâm sở si, nó chỉ hạn có trong lãnh vực 12 tâm bất thiện thôi. Nhưng mà cái tâm sở thọ thì nó thuộc về tâm sở biến hành, nên trong tất cả 89 hay là 120 tâm đều có mặt thọ quẩn.
Như vậy thì hễ khi nào mà có vô minh sanh thì nhất định là có thọ đồng sanh, không thể nào thiếu được. Rồi khi nào mà có tham ái sanh thì cũng nhất định phải có thọ cùng sanh. Mà tham ái thì trong cái lĩnh vực có tám tâm tham, trong tám tâm tham sinh khởi thì vẫn có là thọ trong đó. Có bốn tâm tham thọ hỷ và bốn tâm tham thọ xả, dù thọ hỷ thọ xả vẫn là thọ. Như vậy thì tham ái sanh nên thì họ sanh, phải hiểu nó đồng giống như vậy đó. Thì tư nghiệp sanh thì họ sanh, cái tư nghiệp sanh và cái họ sanh thì họ sinh cái chi pháp rất rộng rãi. Bởi vì tâm sở tư cũng như tâm sở thọ thuộc về tâm sở biến hành, tất cả tâm đều có. Vì vậy thể là có tâm sở tư là có tâm sở thọ, cũng như có tâm sở thọ là có tâm sở tư, khác với tham và si kể trên. Rồi kể đến cái phần mà như là do xúc sở sanh thì họ sanh, thì xúc này là khởi đầu của bảy tâm sở biến hành, nên là cũng thuộc về cái là tâm sở biến hành. Nên cộng với cái thọ cũng vậy, hễ khi nào có xúc sanh khởi như căn cảnh thức gặp nhau thì xúc sở sanh thọ, thọ sẽ sanh coi sanh trong cái xúc. Do vì sự tiếp giáp là có xúc có mặt là thọ có mặt, và hai tâm sở này nó thuộc về biến hành, không tâm nào mà thiếu được. Như vậy chỉ so sánh giữa là bốn tâm sở vô minh là si, tham ái là tham, thì tư nghiệp là tư, thì xúc sở sanh là xúc. Bốn tâm sở này thuộc hành quẩn để nói lên thể là thọ quẩn sanh lên, đang sanh thì thọ quẩn cũng đang sanh, phải chăng? Hấp phải rồi. Nếu theo bộ gia mắc căn thì nói như vậy. Và giữa bốn pháp này, giữa cái hành quẩn và thọ quẩn này hỗ trợ cho nhau bằng là nhân duyên cũng được. Nếu mà nhân duyên thì như vô minh là nhân si, tham là nhân tham, mà bên kia nó trợ cho thọ, thọ cũng đồng sanh cũng được. Mà nói về cái đồng sanh duyên, tức là nó cùng sanh một lúc, thì nó là tương thế duyên, tức là nó trợ giúp nhau bằng cách giúp qua giúp lại. Y chỉ duyên là vì nó nương nhờ nhau, nương tựa nhau mà nó sinh lên. Hiện hữu duyên là những pháp này giữa hành quẩn và thọ quẩn nó phải là có mặt đồng thời, bất ly duyên và chúng không thể tách rời ra. Và cha gia là duyên. Vì vậy nên nếu mà nghe nói là hiểu theo lý duyên sanh, nhưng mà cha gia là duyên, mà duyên phải như thế nào? Đó, đây là những cái duyên mà tôi vừa kể ra. Gọi là duyên là bởi vì chúng trợ cho nhau mà có. Nếu không có những duyên này hỗ trợ thì chúng không thể sanh ra được. Mà khi giải thích những cái chi pháp này, chứng minh bằng duyên, chứng minh tận cùng bằng số, không còn giải thích gì nữa. Đã duyên rồi thì nó hỏi cách là trợ như là đồng sanh duyên là trợ giúp bằng cách nào? Trợ giúp bằng cách chúng cùng sanh một lượt, không đồng trước không sao. Và tương thế duyên là sao? Là nó giúp qua giúp lại, như một cái ghế có bốn chân, thì một chân này nó giúp cho ba chân kia nó giúp cho một chân này, hai chân này giúp cho hai chân kia nó giúp cho hai chân nọ. Vì nếu bốn chân hay là cái ba chân chẳng hạn thì nó phải đủ, chứ nó thiếu một cái thì ngồi không được, sẽ té ngã. Như vậy cái tương tế duyên gọi là hổ tương duyên, trở qua trở lại như vậy. Rồi cũng là tương ứng duyên, tức là những cái hành quẩn và thọ quẩn này nó phối hợp với nhau, nó hòa trộn với nhau, không thể rời ra, không thể lấy riêng ra được. Trong kinh cũng có ngài Na Tiên cũng trả lời cho Vua Minh Linh Đà là khi những cái pháp danh pháp này nó hợp rồi,
biết rằng có mặt trong đó không thể lấy ra được, cũng giống như trong một bát canh biết rằng có những chất gia vị muối đường vân vân nhưng mà không thể biểu lấy ra riêng thực phần thì không thể lấy được. Cũng như vậy, có những tứ dinh quẩn động sanh biết có mặt nó như vậy nhưng không thể tách rời ra. Đó, tương ứng duyên là nó hòa hợp hòa trộn như nước với sữa, khi nó đã hòa trộn rồi thì không còn riêng biệt. Khác với cái bất tương ứng duyên là như danh sắc thì nó là đồng sanh là bất tương ứng, cũng giống như nước và dầu, tuy đổ chung một chai một keo một chén nhưng mà nước là nước, dầu là dầu, nước dầu không thể hòa trộn, nhưng mà nước với sữa, nước với đường, nước với muối vân vân thì nó hòa trộn nhau nên gọi tương tự duyên. Đó, thành ra mới hiểu rằng hễ là năm cái pháp sanh như vậy thì nó cũng đồng sanh, và khi diệt nó cũng đồng diệt. À, hễ vô minh diệt thì thọ diệt, tham ái diệt thì thọ diệt, tư nghiệp diệt thì thọ diệt, thì xúc sở diệt thì thọ diệt, thọ biến dịch là thọ diệt. Khi mình thấy từ vui buồn khổ nó thay đổi, đó biết là thọ diệt. Hãy có mặt thọ này thì không có thọ kia. Rồi phối hợp lại quán thấy cả hai phần, nếu không hiểu thì nó tại sao nó sanh diệt đủ rồi còn thêm cái chi mà sanh diệt, là để cho thấy rõ ý nghĩa là tứ danh quẩn sắc thọ là thọ tưởng hành thức. Tứ danh quẩn này nó phối hợp với nhau, nó đồng sanh một lượt, đồng diệt một lúc, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh. Đó là bốn pháp đồng tứ đồng của cái tứ danh quẩn là như vậy đó. Nên thế quán thấy vô minh sanh thì thọ sanh, vô minh diệt thì thọ diệt, tham ái sanh thì thọ sanh, mà tham ái diệt thì thọ diệt, thì tư nghiệp sanh thì thọ sanh, tư nghiệp diệt thì thọ diệt, xúc sở sanh thì thọ sanh, xúc sở diệt thì thọ diệt, tướng thọ sanh là thọ sanh, thọ biến dịch là thọ diệt. Đây giải thích như vậy mà nếu quý vị để ý thì sẽ thấy rõ ý nghĩa này, chứng minh chi pháp rõ ràng, không có cái gì là mơ hồ hay là ấn phức cả, chỉ có cái khởi lên cái trí suy xét quán nhất định vị vào quy tâm thì sẽ thấy rõ ý nghĩa này. Đây là phần ôn lại cái phần là ngũ quẩn mà giải thích những cái chi tiết này để nhớ lại càng rõ ràng thêm. Đó là phần cũ. Còn nói về phần mới, tức là giảng về những cái hành tướng của ngũ quẩn thời gian qua, như là giảng xong bài ấy phần. Hôm nay thì nói đến cái phần cái hành tướng thứ 8 của cái tướng khổ. Khi nào mà hành giả quán cái ngũ quẩn thấy nó là khổ thì quý vị nhận thức từng khía cạnh, từng cái chi tiết hoặc là từng cái tướng trạng của nó để nhận diện, thì như là cái hành tướng gọi là Gantato này, gọi là ngũ quẩn, nó có hành tướng như là mục nhọt hay là ung nhọt hay ghẻ nhọt cũng được, nó chung như vậy. Thì Gantato là mục nhọn, thì cái ngũ quẩn này nó có cái hành tướng giống như mục nhọn. Giống như mục nhọn là thế nào? Cái sự sanh lên của ngũ quẩn như là cái mục nhọn mà nó sưng, rồi cái già của ngũ quẩn nó giống như mục nhọn chín mùi. Quý vị có biết cái mục nhọt mà nó chín mùi, tức là nó ửng đỏ, nó mọng lên, nó mũ, máu nó dồn lên, rồi mùi đó, chín mùi đó. Nếu cái đó mà đụng thì rất đau, nhưng mà phải lấy cái gì mà lễ nó ra, gạch nó có mục, nó thoát ra mũ máu trào ra, thì đó là mục, là nhọt, nó chín mùi. Rồi cái ngũ quẩn có gọi là nó có bệnh thì giống như cái sự đau nhất của cái mục nhọt,
một giọt mà nó bị căng thẳng lên rồi nó hành nó đau nhất, thì đây là cũng như cái tướng trạng sanh lão bệnh, cái chứng bệnh của ngũ uẩn là như vậy. Rồi thân bệnh tâm bệnh cũng kể là có bệnh, rồi cái ngũ uẩn nó lại có cái sự chết hay là diệt, thì cũng giống như là cái một ghẻ một nhọt nó bị dập bể, nó bị dập bể thì máu mũ tràn ra, người ta nặng thì nó sẽ xuống rồi nó lành luôn cũng có. Như vậy thì cái thí dụ cái chết này, cái thân ngũ uẩn mà chết thì giống như là cái một nhọt dập bể ra. Như vậy thì thấy khi quán tới cái hành tướng gan đa tô hay là mục nhọt thì thấy ngũ uẩn gì nó có sanh lão bệnh tử hay sanh già bệnh chết, thì giống như mục nhọt nó có sưng lên, nó chín mùi, rồi nó đau nhức, rồi nó lại bị dập bể. Vì vậy nên gọi là cái ngũ uẩn như u nhọt là như vậy đó. Khi nào mà hành giả quan sát thấy rõ từng chi tiết của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức quán viêm từng phần nào đó, thì nhận thấy thật sự chúng giống như một nhọt vì chúng có sanh già bệnh chết, thì khi quán thấy như vậy trong lúc nào thì đó là hành giả đang đắc được cái tùy thượng nhẫn, gọi là tùy thượng nhẫn Anulomikan, là vì cái trí thừa này, thượng lưu trí hay thượng thứ trí này là một trong bốn tâm thiền dục giới hợp trí, chịu khó kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng từng chi tiết như đã nói, thì đó là đắc được tùy thượng thân nhẫn. Mà đối với hành giả đã đắc được tùy thượng thọ tùy thuận nhẫn thì sự việc này có thể chờ đợi, đó là khi quán thấy ngũ uẩn nó có hành tướng như là không có cái hành tướng ung nhọt, là bởi vì niết bàn không có sanh lão bệnh tử như ngũ uẩn, nên niết bàn không phải là ung nhọt, nó có đối như vậy. Thì đó là cái do cái sự nhận thấy quán thấy ngũ uẩn là nó có sanh diệt, còn niết bàn không có sanh diệt. Niết bàn là pháp tịch diệt cắt dứt ngũ uẩn, nên niết bàn không có hành tướng như là ung nhọt. Thì sự thấy này đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo, mà sau tâm đạo thì sẽ là tâm quả liên tục tiếp nối như vậy. Thì đây là cái đoạn nói một cách khái quát như vậy. Nếu vừa hiểu một cách rộng rãi thì nên hiểu như sau: đối với hành giả khi quán thấy ngũ uẩn nó là khổ bởi nó có cái trạng hành tướng như u nhọt, thì đắc được tùy thượng nhẫn. Sau khi đắc được tùy thượng nhẫn rồi, tiếp theo nếu duyên lành đầy đủ thì mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được cái hành tướng hay là như một nhọt của ngũ uẩn, trí sanh khởi do ý nghĩa biết được cái hành tướng như ung nhọt của ngũ uẩn, và tệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng như ung nhọt của ngũ uẩn. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu rõ toàn diện, thấu rõ được cái giữa cái ngũ uẩn là pháp hữu vi nên bị vô thường khổ, nó có hành tướng như u nhọt. Còn niết bàn là chân đế vô vi là tắc dứt ngũ uẩn, nên niết bàn không có cái hành tướng như là u nhọt. Rồi
quan sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi rõ từng chi tiết của pháp chân đế. Ngũ uẩn là pháp chân đế. Hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Hữu vi thì hữu tướng, vô vi thì vô tướng. Mà hãy hữu tướng tức có tướng, vô tướng tức là không tướng. Mà hãy có tướng thì có sanh thú, không tướng thì không có sanh thú. Mà có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ ưu não, không có già chết thì không có sầu bi khổ ưu não. Chúng sanh còn bị chịu sầu bi khổ ưu não do vì nhân có già chết. Đây là cái sự khổ quẩn sanh khởi lên được tiếp nối như vậy. Mà sự sầu bi khổ ưu não này là cái khổ quẩn không phải do ai làm ai tạo, mà chính vì do cái sự tham ái chấp thủ. Hay ai mà còn chấp thủ năm quẩn thì còn có sự dao động. Mà có dao động thì sẽ có dao động thì không có khinh an. Mà không có khinh an thì tất nhiên là có hy cầu. Mà có hy cầu thì sẽ có khứ lai. Mà có khứ lai thì có tử sanh. Mà có tử sanh thì có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Còn đối với vị nào, đối với ai không còn chấp thủ năm quẩn thì sẽ không có dao động. Mà không có dao động thì có khinh an. Mà có khinh an thì sẽ không có là hy cầu. Mà không có hy cầu thì không có khứ lai. Mà không có khứ lai thì không có tử sanh. Mà không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn, được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, không còn kết nối đời sau. Đối với vị đã chứng đắc đến quả đạo A La Hán do nhận thấy giữa niết bàn đưa đến pháp tịch diệt tắc diệt ngũ uẩn, như vậy chứng và trú trong thời đại thiền vô tướng và cho đến lúc viên tịch vô dư y niết bàn thì không còn tái sanh lại nữa. Do đó vị ấy khi chứng đắc đạo quả A La Hán quan sát lại vị thấy biết phiền não đoạn tận, mầm tái sanh chấm dứt, không còn tiếp nối luân hồi, nên thường nói lên cái câu chánh trí của những vị vừa chứng quả A La Hán là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, không còn việc gì đáng làm hơn nữa. Và sau đời sống này sẽ không còn đời sống khác, tức là không còn trở lại trạng thái tử sanh ấy nữa, tức là gì đó hoàn toàn giác ngộ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đây là đoạn phần thiền quán theo lý duyên sinh duyên diệt để nhắc lại cho quý vị. Quán về vô thường, tức là quán về ngũ uẩn, là quán về khổ đế. Khi quán về cái vô nhiễm, tức là quán về tập đế, đối trị lại cái sự tham ái. Khi quán về tịch diệt, tức là quán cảnh niết bàn. Khi quán về xả ly, tức là quán về đạo đế.
là từ bỏ, vừa tiến vào cảnh niết bàn vừa từ bỏ cái ngũ uẩn hữu vi. Nắm được cái chi tiết căn bản này, mỗi ngày ôn lại phần cũ, học thêm phần mới, vẫn được trình bày giải thích bởi câu thiền quán tinh hoa này, để quý vị nghe cho thông, cho thuộc, cho nằm lòng. Và nếu căn lành đầy đủ thì có thể phát triển thiền quán theo trí tuệ, thấy rõ sự vật đúng như vậy, lúc nào thì gọi là giác ngộ lúc ấy. Và đây là lời trình bày giải thích của chiều hôm nay, đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn lại phần cũ, tạo thêm phần mới. Hãy nói về ôn phần cũ, tức là chúng ta tiếp tục trong cái đề tài là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, hay quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Thì quẩn có năm thành phần: sắc, vô, thọ, tưởng, hành, thức. Khởi đầu mỗi quẩn là sắc, như thọ tưởng hành thức thì niệm là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Rồi cái sắc quẩn thì nó gọi là vô thường, bởi nó có sanh diệt. Thì có năm tướng sanh theo lý duyên sanh, năm tướng diệt theo tướng duyên diệt. Cả hai năm tướng sanh, năm tướng diệt gặp lại thành 10 tướng sanh và diệt, là 20 tướng sanh diệt của sắc quẩn. Rồi thọ quẩn cũng có 20 tướng như vậy, tưởng quẩn cũng có 20 tướng như vậy. Hôm nay tôi sẽ nói đến nhắc ôm lại cái phần hành quẩn. Thì khi quẩn khởi qua phần hành quẩn cũng niệm như vậy, là hành vô thường thở vô, hành vô thường thở ra. Vậy là hành vô thường bởi vì hành có sanh diệt. Thì chính vì cái trạng thái có sanh diệt này mới gọi là vô thường. Ở đây chúng ta nên để là nói khi chúng sanh do theo cái lý duyên sanh, Bát-cha-gia, Sa-mu-đa-gia là duyên tập khởi. Khi nói đến tướng diệt thì gọi là Bát-cha-gia Niro-tha là cái duyên đoạn diệt. Vì vậy trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài nói dạy ở đây như vậy: vị ấy quán pháp tập khởi, quán pháp đoạn diệt, quán pháp tập khởi và đoạn diệt, là tức là quán cái sự sanh và diệt của ngũ uẩn. Nhắc lại cho quý vị nhớ, dù danh từ Nirodha là diệt, nhưng mà đây đang nói cái sự vô thường của ngũ uẩn là có sanh diệt, nên cái diệt này không phải như cái nghĩa niết bàn. Đây không phải là niết bàn. Và khi hành quẩn, chúng ta nên nhớ rằng theo thăm thì có 52 tâm sở chê sĩ cắt, trừ ra 2 tâm sở thọ và tưởng, còn lại 50 tâm sở kia thuộc về hành quẩn. Trong cái số mà hành quẩn có 50 tâm sở thì đã có 4 tâm sở được nói đến trong phần duyên sinh duyên diệt, như là vô minh sanh thì hành sanh, vô tham ái sanh thì hành sanh, tư nghiệp sanh thì hành sanh, xúc xúc sở sanh là hành sanh, tướng hành sanh là hành sanh. Thì trong cái 4 cái tướng sanh này, trong đó đã có 4 tâm sở. Vô minh là tâm sở si,
tham ái, tâm sở tham, tư nghiệp là tâm sở tư, xúc xúc sở sanh, xúc là sở hữu xúc, tâm sở xúc. Như vậy bốn tâm sở này thuộc về hành quẩn, và ở đây có sự đối chiếu giữa hành quẩn với hành quẩn. Vì bốn cái tâm sở này thuộc tâm thông thần hành quẩn, như vậy thì còn lại 46 tâm sở kia cũng là hành quẩn. Do đó mà chúng ta sẽ nhận thức rằng khi mà tham ái sanh, như vô minh sanh, thì hành sanh là thế nào. Vô minh sanh, vô minh tức là tâm sở si, nó có mặt trong 12 tâm bất thiện. Thì khi cái tâm sở si đó, nó đối với những tâm sở đồng sanh, trừ ra những cái danh thập đồng sanh, trừ tâm tham thức quẩn, trừ ra thọ thủy thọ quẩn, trừ ra tưởng có thừa là tưởng quẩn, thì những tâm sở còn lại trong phần tâm tham, như là 7 tâm sở biến hành thì trừ ra thọ tưởng rồi, thì còn 5 tâm sở kia thuộc về hành quẩn. Xúc từ nhất hành mang quyền tác ý là thuộc hành quẩn. Rồi như là 7 tâm sở biệt cảnh là tâm tứ thắng giải cần hỷ dục cũng là hành quẩn. Rồi trong tâm tham thì nó có như là si vô tạng vô quý phóng vật cũng là hành quẩn, và tham tà kiến ngã mạn cũng là hành quẩn, rồi như là hôn trầm thị miên cũng là hành quẩn. Thế là khi mà nó sanh khởi lên thì những tâm sở này đều là hành quẩn, thì đó nó cùng hợp với tâm sở si trong tâm tham, hay là những tâm khác cũng tương tự như vậy. Thành ra khi thấy được một tướng này thì biết những cái tâm sở kia đồng nó không ạ. Như vậy gọi là vô minh sanh thì hành sanh, rồi tham ái sanh là hành sanh. Trong tâm tham cũng có những sở hữu như kể như vậy, rồi nó cũng đồng sanh, nên gọi là hành quẩn đối chiếu với hành quẩn. Rồi tư nghiệp sanh thì hành sanh, chê tân na hay tư là nó cầm đầu trong cái nhóm hành quẩn. Mà nó sanh khởi thì những tâm sở khác cùng sanh với nó, mà ngoài đó thọ tưởng thì gọi là thuộc cái hành quẩn. Nên biết rằng thấy cái này có mặt là những tâm kia có mặt, bởi vì mỗi thứ tâm như vậy thì có cả hàng mấy chục tâm sở chê tân si khác đồng sanh khởi. Mà tâm sở đối với tâm và có bốn pháp tứ đồng, là đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng nương một căn với tâm, và đồng quyết một cảnh với tâm. Do đó những danh tứ danh quẩn luôn luôn sanh khởi lên, không bao giờ thiếu. Hễ có quẩn này thì phải có ba quẩn kia, cũng như sắc pháp, đất nước lửa gió là bất khả phân. Dầu có phải chất nào cửa thỉnh đi nữa, nhưng mà vẫn có những cái chất khác tương tự như vậy. Tứ danh quẩn cũng như thế ấy. Nên được biết rằng là như là tư nghiệp sanh là hành sanh, là giữa hành quẩn với hành quẩn. Từ kế đến xúc sở sanh thì hành sanh, tâm sở xúc thật sạc thuộc xúc xúc tâm sở xúc thì nó cũng là hành quẩn, thì nó đồng sanh những tâm sở khác ngoài thọ tưởng ra thì gọi là thuộc hành quẩn. Như vậy là hành quẩn với hành quẩn, thì nó sanh lên những cái pháp kia cũng đồng sanh với nó, và khi nó diệt thì pháp kia cũng đồng diệt với nó. Đó là giải thích trong cái phần là một cái tâm nào, dù tâm tham, tâm sân, tâm si, hay là những tâm thiện vân vân, thì những cái này đều đem ra so sánh đối chiếu. Nhờ có so sánh, nhờ có đối chiếu như vậy thì mới thấy được từng trạng thái tâm nó có thể liên kết như vậy. Và như là một cái tâm tham chẳng hạn,
là trừ ra tâm tham thuộc về thức quẩn, trừ ra tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, thì những tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn, chúng hỗ trợ với nhau bằng cách gọi là nhân duyên cũng được. Bởi trong tâm tham thì có tham là nhân là bất thiện, về si và vô minh là si cũng là nhân bất thiện. Như vậy hai cái tâm sở này nó là hành quẩn trợ giữa hành quẩn bằng nhân duyên, bởi vì nó có tham sân si thì có trong đó có tham và si, rồi chúng hỗ trợ với nhau gọi là đồng sanh duyên, bởi vì chúng đồng sanh đồng diệt nên gọi là sa cha ta bạch cha vô là đồng gì sanh duyên. Rồi chúng cũng hỗ trợ với nhau bằng cách tương ưng duyên, tức là hòa hợp hòa trộn như nước với sữa, vì hành quẩn với hành quẩn là những tâm sở, tâm sở chúng hòa trộn trong đó không thể tách rời, không thể chỉ lấy ra, nhưng mà vẫn biết có về mặt chúng hiện hữu trong đó. Rồi gọi là trợ bằng cách là tương tế duyên, là giúp qua giúp lại những cái hành quẩn này trợ cho hành quẩn kia, tức là tâm sở kia trợ tâm sở nọ, tham trợ cho si, si trợ cho tham, hay là vô tàm vô quý phóng vật cũng trợ qua trở lại. Như vậy gọi là tương tế duyên. Rồi chúng cũng được biết đến gọi y chỉ duyên, tức là chúng nương nhau mà sanh khởi, y và nương phải nương nhờ với nhau mà sanh khởi. Cũng như cái ghế có bốn chân, một chân này nương ba chân kia nương chân này, hai chân này nương hai chân nọ nương hai chân này. Nisya và cho dù y chỉ duyên là chúng trợ giúp nhau bằng cách nương nhờ với nhau. Rồi chúng là cũng đồng sanh tương tế tương ưng như vậy, mà cũng gọi là có cái atapachayo là hiện hữu duyên, chúng phải có mặt hiện diện chứ không thể thiếu. Và cũng là quý gatapachayo là bất ly duyên, trợ giúp bằng cách không xa lìa nhau. Đây là mới thấy ý nghĩa nói tại sao là ngũ quẩn là vô thường, bởi vì nó có sanh diệt, mà sanh ở đây được hiểu theo lý duyên sanh gọi là bát cha gia hay là samuda gia, là duyên hợp khởi hay duyên sanh. Và khi nói đến diệt thì được hiểu theo nghĩa duyên diệt bát cha gia nirodha, đó là chứng minh bằng nhân duyên là trưởng đồng sanh duyên, bằng tương ưng duyên, tương thế duyên, y chỉ duyên, hiện hữu duyên, bất ly duyên, vân vân, để cho quý vị thấy rõ sáng tỏ câu Phật ngôn này được nói lên đẩy là như vậy. Đây là sự ôn lại cái phần ngũ quẩn sẽ bị gọi là vô thường, vì có sanh diệt. Là sanh được hiểu theo lý duyên sanh, diệt phải hiểu theo lý duyên diệt là như vậy. Đó là nói về ôn lại phần cũ. Còn tiếp theo là phần mới, như những ngày qua chúng ta hỏi sau khi học tập xong người tướng, 10 hành tướng vô thường, kể đến là hành tướng khổ, thì đã nói qua là chính cái hành tướng khổ. Thì bây giờ đã tiếp đến cái hành tướng thứ 10 của khổ, tức gọi là Akhamulato, là hành tướng mà cái bất hạnh. Ngũ quẩn nó có hành tướng bất hạnh. Thế nào là bất hạnh? Bất hạnh ở đây là khi đối với thân ngũ quẩn này, nó phải hứng chịu nhận lãnh bao nhiêu những điều rủi ro tai họa từ đâu mà nó đến. Có thể do nghiệp trong quá khứ cũng có, do một tình trạng ngẫu nhiên cũng có, những cái điều rủi ro tai nạn là nó ập vào. Như quý vị ngày nay thỉnh thoảng nghe có những cái cuộc động đất sóng thần
hay là hỏa hoạn, tai nạn máy bay, tai nạn xe cộ, vân vân, nhiều trường hợp mà những cái tai nạn, cái bất hạnh, cái rủi ro này như từ đâu nó giáng xuống cái thiên ngũ uẩn của chúng sanh đó, có thể do nghiệp quá khứ mà đã tạo. Bây giờ có cơ hội những cái điều bất hạnh không may rủi ro ấy nó đổ trút xuống cái ngũ uẩn đó, tức là một chúng sanh bị tai nạn này tai nạn khác mà phải từ trần, phải mệnh chung, phải hay là bị thương tích chẳng hạn. Dù Đức Phật, các vị A-la-hán đã là diệt khỏi phiền não, nhưng đối với cái sắc pháp và phi trừ, các ngài vẫn phải gánh chịu khổ đau của thân ngũ uẩn. Có những cái do nghiệp các ngài đã tạo cũng có, mà có những cái do sự nỗ lực cố gắng của người hay thú khi hiện tại cũng có. Có những cái do thời tiết mà tạo ra cũng có. Có những cái do vật thực làm ra cũng có. Nhiều không thể nào kể xiết những điều bất hạnh không may rủi ro đều đổ xuống với cái sắc thân ngũ uẩn này. Vì khi như vậy, khi nào hành giả quan sát thấy rõ ngũ uẩn gọi là khổ vì nó có hành tướng bất hạnh như vậy, trong lúc nào thì lúc ấy là đắc được tùy thuận nhẫn. Và khi đắc được tùy thuận nhẫn rồi thì sự việc này có thể chờ đợi, là khi quán đến niết bàn là pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ uẩn, nên niết bàn không có cái trạng thái bất hạnh như ngũ uẩn. Và sự thấy rõ như vậy đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo. Sao tâm đạo là tâm quả? Như vậy nhờ quán thấy rõ thành tướng bất hạnh của ngũ uẩn, nó là khổ vì nó bất hạnh như vậy, có thể chứng ngộ niết bàn, đắc được thọ quả. Và nếu phân tích ra thì ý nghĩa ấy được hiểu một cách liên tục kết nối như vậy. Sau khi đắc cái tùy thuận nhẫn, nếu hành giả đầy đủ duyên lành, căn lành ba la mật, thì mắt sẽ sinh khởi do ý nghĩa thấy được cái hành tướng bất hạnh của ngũ uẩn. Trí sinh khởi do ý nghĩa biết được cái hành tướng bất hạnh của ngũ uẩn. Tuệ sinh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện cái hành tướng bất hạnh của ngũ uẩn. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt được cả ngũ uẩn có cái hành tướng bất hạnh, và niết bàn không có cái hành tướng bất hạnh như ngũ uẩn. Rồi quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ thực chiếu, soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp chân đế. Ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì có tướng, vô vi thì không tướng. Mà có tướng thì có sanh thú, không tướng thì không sanh thú. Có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y. Có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không có sanh hữu. Có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Hãy có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không già chết. Có già chết thì có sầu bi khổ ưu não, không già chết thì không có sầu bi khổ ưu não.
mà Phật đối với cái chúng sanh phải chịu sầu bi khổ não này không phải từ đâu tự nhiên mà có, mà chỉ vì do sự chấp thủ thật vậy. Ai có sự chấp thủ năm quẩn thì sẽ có dao động, mẹ có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì có khứ lai, mà có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì sẽ có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Và trái lại, nếu như ai không có việc chấp thủ năm quẩn thì sẽ không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử rồi sanh, mà không có tử rồi sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn, đạt chứng đến trạng thái này là a vị a la hán dễ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác, tức là vị ấy chứng quả a la hán. Và Đức Phật cũng nói rõ, ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tiền bố vô tội, tức là không còn bị cái tội, cái khổ lỗi của luân hồi nữa, chấm dứt toàn bộ khổ đạo. Và đây là cái phương pháp quán căn bản mỗi ngày tôi lặp lại phần đoạn kết, là cái quán tinh qua, quý vị nên học cho thuộc, hiểu cho rõ, thực hành cho thấy được như thật. Như vậy chính đó là nhân duyên, là đạo lộ đưa đến giác ngộ giải thoát cứu cánh niết bàn. Đây là sự trình bày giải thích chiều hôm nay. Như vậy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.